thưa tất cả quý vị khách hàng, hiện tại Nhân đang đứng tại dự án Trần Anh Riverside. Dự án tọa lạc tại vị trí mặt tiền đường Nguyễn Văn Tui, cách quốc lộ 1A khoảng 200m, cách thị trấn trung tâm Bến Lức khoảng 1km. Dạ, hầu để Nhân nói bình thường, nói như vậy cách tới sáng trong dự án. Hiện tại là Nhân đang đứng tại lốc B1, B2, B3 và B4 của dự án Trần Anh Riverside. Và hiện tại là những cái vị trí mà Nhân giới thiệu cho cả nhà mình thì những vị trí này chỉ mới đóng cọc thôi, và cái giá của những cái căn biệt thự ở trong đây thì nó rơi vào tầm khoảng 2,5 tỷ một căn, và tất cả đều là biệt thự song lập, tức là hai căn dính một, hai căn dính một. Thì cái video này nó sẽ rất quan trọng với tất cả quý khách hàng. Tại vì sao? Tại vì sau này nếu như tất cả quý khách hàng mình đã mua dự án Trần Anh Riverside rồi thì có thể là không biết được ban đầu chủ đầu tư thực hiện và làm những căn nhà, những cái dự án này nó như thế nào. Và đây là một cái video rất quan trọng để sau này khi tất cả quý khách hàng mình đã mua những cái sản phẩm ở trong dự án Trần Anh Riverside rồi có thể biết được cái quá trình để mà mọc lên một căn nhà. Thì đầu tiên ở đây là tất cả quý khách hàng mình đã thấy là đang đóng cọc. Nãy là Nhân giới thiệu cho cả nhà mình cái phần móng của cái căn biệt thự. Thì bây giờ khi mà làm móng xong thì tiếp tục là những cái phần này là phần tiếp theo. Bên công ty, bên chủ đầu tư sẽ đổ cột cho mình, rồi làm cầu thang, rồi làm tầng 1, tầng 2. Đó, thì bây giờ là Nhân đang ở dưới đất nè. Thì ở đây mặc dù là cái cầu thang nó làm chưa có xong, chưa có bậc thang đi lên, nhưng mà Nhân sẽ dẫn cả nhà mình đi tham quan. Và cả nhà mình nếu mà ai đã mua nhà ở trong đây rồi thì sẽ lưu video này lại để mà sau này ví dụ như mình muốn ra hàng, mình muốn bán hàng cho một cái khách hàng khác thì cả nhà mình có thể lấy video này để cho những cái khách hàng mà đến sau mình đó xem lại cái quá trình nó làm căn nhà như thế nào để mình có thể bán một cách dễ dàng hơn. Rồi, xin mời. Đi như hơi khó chứ. Rồi, thì như lúc nãy Nhân nói là biệt thự song lập, tức là nó sẽ là hai căn 91, hai căn 91. Đó, như cả nhà mình thấy ha, là cái hiện trạng của cái đổ tấm lên khi mà làm cổng xong rồi đổ tấm. Ở đây là xong tầng 1, tầng 2 là xong hết rồi. Đó, còn bên kia là mình thấy cái phần bên kia là cái nhà đã hoàn thiện phần thô. Thì một lát là Nhân sẽ dẫn cả nhà mình qua đó xem. Bây giờ mình sẽ xem bên đây trước cả nhà. Cả nhà mình thấy gì chưa? Cái gì ơi hỡi dòng sông gì đó, Dòng có đông đó nha. Đó, trước mắt mình là sông Dòng có đông. Rồi. Thì khi mà một cái dự án nào đó mà nó build xong, nó là thường thường á, có những cái dự án thì nó không có sông hoặc là nó không có kênh thì những chủ đầu tư họ sẽ tự đào, tự làm cái kênh để cho nó thông thoáng và nó cái khí nó lưu thông, tức là nói về cái phong thủy á. Nó sẽ mát mẻ cho cả nhà mình cũng ở, nhưng mà ở đây một cái lợi thế là mình có sẵn cái sông Vàm cỏ đồng luôn rồi, cho nên là rất là mát mẻ nha cả nhà. Như cả nhà mình thấy ở đây là nó tổng cộng là cái diện tích là ngang 8m, dài 14m và một trệt hai lầu. Thì cái phần trên mái của mình, như cả nhà mình thấy hiện tại là trên mái sẽ đúc luôn cho cả nhà mình, tức là thêm một sàn ở trên kia nữa, chứ không phải là những cái căn biệt thự mà làm bằng mái tôn, bằng mái ngói. Thì những cái đó thì nó quá đơn giản rồi. Thì ở đây chủ đầu tư bên phía công ty Trần Anh Group sẽ làm luôn cho mình một cái phần mái là mái đúc, cho nên là rất là tuyệt vời nha cả nhà. Mời cả nhà mình đi qua bên mẫu nhà thô hoàn thiện. Rồi, xin mời. Bây giờ là Nhân đang đứng ở một cái mẫu nhà thô hoàn thiện. Thì cái phần cổng phía trước nhà của mình đó thì bên phía công ty sẽ hoàn thiện cho mình luôn. Và mình bước vào nhà thì mình sẽ có một cái phần bên hông để mình để xe hơi.
còn thêm một cái khoảng trống phía trước nhà mình nữa. Ví dụ như mình có thể là trưng bày cây cảnh hoặc là những cái chậu hoa rồi phía trước nhà của mình. Rồi bây giờ thì Nhân xin mời vào trong. Cả nhà mình thấy vậy thôi nha, chứ thật sự mà khi mà đi quay những video như thế này á thì rất là cực. Nhưng mà quay như vậy xong, mình nhìn lại những cái anh thợ hồ á thì anh làm cực hơn mình gấp trăm lần đó. Mà còn nắng đâu này kia nữa mà anh chịu nổi. Cho nên đối đó, đối với Nhân thì chuyện đó nó rất là bình thường. Và bây giờ khi mình bước vào căn nhà thì mình sẽ thấy được cái căn biệt thự của mình xây theo chữ hình L. À, thì ở đây là riêng một cái khoảng không gian để dành cho phòng khách của mình. Còn phía sau một cái cầu thang của mình thì nó được đặt ở chính giữa cái căn biệt thự, cho nên là nó không có chiếm nhiều cái diện tích của mình. Thì ở phía sau là mình có thể làm thêm một phòng bếp. Còn nếu như cái vị trí ở bên tay phải của Nhân thì cái vị trí này nếu như cả nhà mình có người lớn hoặc là mình đã lớn tuổi mình mua về đây nghỉ dưỡng này, thì mình có thể làm một cái phòng ngủ ở phía đây thì khỏi cần phải đi lên trên lầu cho nó cần nhà cả nhà. Rồi mời đằng sau, phía đằng sau này là bên đây là đất, nhưng mà khi mà khách hàng mua đất ở đây thì cũng bắt buộc phải xây dựng trong vòng 2 năm đó, cho nên là sau này sẽ là một căn nhà đối đích lại với mình. Thì ở đây nó có một cái khoảng không gian để cho mình có thể là làm một cái sân phơi và mình để cái máy giặt riêng biệt ngoài đây luôn, mình không cần phải để trong nhà cho nên nó rất là tiện lợi cho cả nhà. Rồi bây giờ Nhân mời mình lên trên lầu đi thôi. Bên đây làm bậc thang rồi cho nên rất là dễ cả nhà, thoải mái. Thì lúc nãy Nhân có nói là cả nhà mình khi mình mua nhà trong đây á, mình cần nhà sẽ là nhà thô, còn lại cái phần ở trong thì mình tự thiết kế. Nhà thô ở đây tức là hồi nãy giờ mà ở dưới tới trên nó như thế nào, sau này cả nhà mình sẽ nhận cái căn nhà như vậy. Và còn những cái kiến, những cái cửa kính như thế này hoặc là những cái tường, tức là những cái phần thô thì công ty sẽ hoàn thiện 100% cho mình. Còn cái đằng trước ấy, cái đằng trước nhà đó thì tất cả những cái mà hai căn nhà mẫu ấy, mà công ty làm như thế nào là sau này nó hoàn thiện y chang như vậy, chỉ có khác phần ở trong thôi, trong thì tôi thiết kế. Quá trời mát. Ở đây là mình có hai lóc, một lóc nhà phố bên đây với một lóc bên kia, hai lóc đối mặt với nhau nhìn rất là đẹp luôn. Còn cái đường trước đất của mình nha cả nhà, đường trước nhà của mình là 20m, rất là lớn, cực kỳ lớn luôn. Ở trên lầu 1 này là mình có thể thiết kế được 3 phòng ngủ nha cả nhà. Cái vị trí như đứng đây là có thể là một phòng này. Và cái vị trí nhân đứng hiện tại ở đây là có thể thêm một phòng nữa, còn phía trước này một phòng nữa. Thì ở trong đây là mình có thể là nếu như gia đình lớn người mình có thể làm 2 phòng ngủ thôi, còn một phòng mình trước mình có thể là làm một cái phòng sinh hoạt chung, hoặc là mình là có trong gia đình hoặc là một cái nghề nghiệp gì đó mà cần phải thờ tổ nghiệp của mình, mình có thể là đặt một cái phòng này dành riêng cho cái phòng thờ. Và bây giờ Nhân mời mình cả nhà lên trên. Hiện tại là Nhân đang đứng ở lầu 2 của căn biệt thự. Thì như Nhân nói lúc nãy, nếu như cái vị trí mà Nhân đang đứng là mình có thể làm thêm một phòng ngủ nữa, thì tổng cộng cái căn biệt thự này nếu như cả nhà mình đông người hoặc là mình mua rồi xong sau này mình hoàn thiện để cho thuê đấy, thì nó rơi vào tầm khoảng từ 6 tới 7 phòng ngủ, rất là thoải mái, rất là tư cả nhà, rất là nhiều phòng ngủ. Và cái phòng trước này thì như Nhân nói lúc nãy, nếu như cái phòng khách phía trước hồi nãy đó Nhân nó là phòng thờ, thì nếu như mình không làm ở đó mà mình có thể làm thêm một phòng ngủ nữa thì mình có thể đem cái phòng thờ lên đây, tức là thứ nhất là thờ tổ nghiệp, thứ hai là thờ ông bà, mình có thể đem lên đây, tại vì ở đây là cái tầng trên cùng rồi thì không có ai đi lên trên nữa, cho nên là cái kiểu là không có ai ngoài nếu nói về phong thủy thì thường thường người ta sẽ kỹ là để bàn thờ ở dưới đó, nhiều khi là đi rồi dọn đạp lên. Nói chung là Nhân không có chuyên sâu về chỗ đó, thì Nhân nói cho cả nhà mình sơ sơ, còn cả nhà mình ai mà lạnh không thể thì có thể giải thích thêm.
ok. Bây giờ mình sẽ đi ra ban công. Nó cả nhà mình thấy nha, có chiếc vỏ lãi á, ở dưới miền Tây là kêu bằng chiếc tắc rán á, nãy nhân canh gần nửa tiếng đồng hồ mới thấy được chạy ngang. Tự nhiên thấy cái chiếc tắc rán xong cái cảm giác nó rất là nhớ nhà nha cả nhà. Bởi vì hồi trước á, nhà của Nhân là ở dưới Sóc Trăng đó, thì tức là ở trong cái vùng sâu vùng xa chứ không phải là được ở ngoài tỉnh đâu, tức là không có gần trung tâm thành phố Sóc Trăng, mà là ở ngoài vùng quê á, của huyện Kế Sách á, thì ở trong đó đó ngày xưa đó, thậm chí là cả nhà mình như bằng có một chiếc xe đi chăng nữa thì chạy cũng không được. Tức là trong đó là một là lộ bộ, hai là đi bằng vỏ lãi, tức là đi bằng tắc rán hồi nãy đó, là chỉ có hai phương tiện duy nhất đó thôi. Đó cho nên là chị đã thấy là một cái kỷ niệm rất là nhớ. Ở đây là bây giờ Nhân đang đứng ở trên cái ban công của sân thượng của căn biệt thự của mình. Thì nếu như trên ban công của cái biệt thự này thì cả nhà mình có thể đặt được hai bàn ăn tới ba bàn ăn ở trên đây. Tức là cả nhà mình buổi chiều á, hoặc là những cái buổi tiệc sinh nhật, buổi tiệc tân gia, buổi tiệc phô đôi, hoặc là có một nói chung là bất cứ một cái tiệc nào đó thì mình có thể đặt ở trên đây từ 2 tới 3 bàn và ăn nhậu ở đây rất là thoải mái, tại gió rất là mát đó. Nếu bây giờ cả nhà mình cảm nhận được là gió nó đang thổi rất là mạnh, Nhân phải bụng cái camera là đừng cho gió nó bay vào á, thật sự rất là mát luôn cả nhà. Và bây giờ thì rồi sao ta, lẽ giờ nói một câu là Nhân có tiền nha, cũng mua đây một căn nè, nó quá sướng, quá đẹp, quá mát. Tức là bây giờ thì nó cũng chưa có gì hết, và bây giờ mới có công ty bên chủ đầu tư mới phải xây dựng xong thôi, đang xây dựng chứ không phải xây dựng xong nha cả nhà. Mà sau này xong rồi đó thì Nhân nghĩ là ở thị trấn Bến Lức này là không có khu nào qua khu này, tại vì mấy khu kia là đa số cũng bán đất nền, nhưng mà có riêng khu này là chỉ có 100% là nhà phố là biệt thự, tổng cộng là nó khoảng gần 600 căn, cho nên là khi mà xong rồi rất là tuyệt vời. Thật lòng mà nói chứ hả, đi tư vấn cho khách hàng không à, mà lúc nào là cũng một cái ý chí, một cái dự định đó, khi mà nó sôi sục ở trong lòng ấy cả nhà, là chỉ một ước mơ nhỏ bé thôi, không biết khi nào mà có tiền để mà đi xem nhà cho những bạn nhân viên họ tư vấn cho mình. Mình chỉ cần nghĩ tới bao nhiêu thôi là cái cảm giác là nó sướng sướng vô cùng luôn. Và bây giờ mình làm cần gì á, không gầy, nói chung là dự án nó bán gần tháng rồi, hơn tháng, gần 2 tháng á, mà Nhân bán chưa được căn nào hết trơn á, mà thấy mấy bạn mới vô, mấy bạn bán quá trời luôn, không biết sao hay Nhân bán hoài bán được, tới giờ bán chưa được luôn. Ngày sao ta, sắp chết đói luôn rồi đó. Thì giấc mơ nhỏ bé thôi, là khi mà Nhân tư vấn nhiệt tình cho cả nhà mình vậy đó, rồi sau này cái Nhân có tiền Nhân đi đầu tư thì sẽ có những cái bạn nhân viên khác tư vấn cho mình nhiệt tình như thế này. Thật sự thì Nhân cũng không biết nói gì hơn, Nhân mong rằng là Nhân làm những video về cái khu Trần Anh Quỳ Sai thì sau này, hoặc là sau này nữa, nhưng mà trước mắt là cũng mong là sẽ bán được một căn ở dưới khu Trần Anh Quỳ Sai này. Thật sự là cái dự án này cũng rất là tốt, và nếu như khách hàng nào mình có cái đồng tiền nhàn rỗi, hoặc là mình mua để đầu tư, hoặc mua để về nghỉ dưỡng, hoặc là sau này để ở đó, thì ở đây thật sự nó là một cái vị trí khá là tốt, thứ nhất. Và cái thứ hai là những cái căn biệt thự trong đây đó được xây dựng nó cũng khá là đẹp, khá là chắc chắn. Cái đó là điều Nhân chắc chắn, vì nãy giờ là Nhân cũng quay cho cả nhà mình rồi, thì cũng biết được cái hình thành từ đầu cho tới nó hoàn thiện như thế nào. Dự định của Nhân, nếu mà cái dự án Trần Anh Quỳ Sai này mà bán không được căn nào thì chắc giải nghệ thôi. Đang kiếm đường là mở quán trà sữa hay là mở quán cà phê gì đó để kiếm sống qua ngày, chứ kiểu này chắc chết. Nhân đùa thôi. Và bây giờ Nhân xin tóm lại là cái dự án của mình ở trong đây thì nó bao gồm khoảng 600 căn biệt thự của là nhà phố, và cái vị trí tọa lạc tại đường mặt tiền đường Nguyễn Văn Tôi, thì nó cách thị trấn Bến Lức khoảng 1 km, cách cầu Bến Lức và mặt lộ 1A khoảng chừng 200m thôi, cho nên là vị trí nó khá là ok. Và cái thứ ba là cái quan trọng nhất là cái tiến độ thanh toán tại dự án Trần Anh Quỳ Sai, chỉ cần cả nhà mình trả trước 30% của tổng giá trị một căn nhà, còn lại thì
mình sẽ trả góp và chia đều trong vòng từ 12 cho tới 18 tháng. Và cái điều thứ hai, nếu như cả nhà mình tài chính không đủ hoặc là mình không có an tâm về cái dự án thì mình có thể là một cái hình thức là quay lại công ty. Quay lại công ty thì cái lãi suất của nó sẽ là 9% một năm, và cái lãi suất đó sẽ giảm dần theo từng năm. Và cái thời hạn tối đa của mình vay nó sẽ rơi vào tầm khoảng 5 năm thôi nha cả nhà. Đó. Và Nhân xin nhắc lại thêm lần nữa nè, tức là bây giờ một cái căn biệt thự của mình cái giá là 2.550.000.000 đồng thì mình chỉ cần trả trước 30% thì nó rơi vào tầm khoảng 700 mấy, đó gần 800 triệu, còn lại mình chia đều ra cho 12 cho tới 18 tháng. Thứ nhất, thứ hai là mình có thể trả góp trong vòng 5 năm, lãi suất là 9%, lãi suất giảm dần. Rồi, nãy giờ thì cả nhà mình cũng thấy được cái khu Trần Anh Riverside rồi. Và cả nhà mình nếu như ai quan tâm muốn xem dự án và muốn giao dịch tại dự án này thì cứ gọi cho Nhân số điện thoại trên màn hình. Nếu như thấy video này hay thì cả nhà mình có thể nhấn cho Nhân một nút like hoặc là chia sẻ video này cho bạn bè mình xem. Và quan trọng nhất là hãy nhấn nút đăng ký để có thể xem tất cả những video sau của Nhân. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại.